Chào bạn, mình là Nam Em. Hôm nay mình trên tay giới thiệu các bạn cái loạt sản phẩm mới của LED Laser. Đây là những cái đèn pin vừa ra mắt dành cho model 2023-2024. Đây là mẫu HF6R Work, HF6R Signature và HF8R Signature. Thì còn một số mẫu nữa của năm nay của LED Laser mới ra thì chắc là sẽ có những anh em khác trên tay, ví dụ như anh Hiệp chẳng hạn. Nói về thương hiệu LED Laser, đây là thương hiệu làm đèn pin đến từ Đức, rất nổi tiếng. Anh em nào chơi EDC, anh em nào chơi đèn pin thì mình cam đoan là 100% anh em đều biết thương hiệu này ha. Giới thiệu nhanh về hai cái mẫu này. Hai cái này là HF6R Signature là bản đắt tiền hơn, còn HF6R Work là bản rẻ tiền hơn. Cả hai bản này về cơ bản thì đều có những tính năng sau đây. Độ sáng khi mà anh em mở chế độ boost là 800 lumen, nếu mà chiếu xa thì 160m. Thời gian hoạt động là 3 tiếng, 8 tiếng, 60 tiếng ha, tùy theo cái mức độ sáng chúng ta để. Rồi khác biệt của hai cái đèn này là như thế nào? HF6R Work có ánh sáng trắng và ánh sáng màu đỏ, còn bản HF6R Signature thì sẽ có ánh sáng trắng và cái đèn màu thì sẽ có nhiều màu RGB luôn. Mở ra xem đi. Đèn đội đầu thì chúng ta mua làm gì? Chúng ta mua để đi đạp xe, chúng ta mua để đi rừng, chúng ta mua để đi thám hiểm hang động, đi chạy bộ. Những anh em làm việc cần rảnh tay, ví dụ như anh em đi sửa ống nước nè, anh em sửa điện, anh em làm công trình cũng cần những cái đèn đội đầu này. Hoặc là ví dụ như là ở nhà chúng ta mua để chúng ta lên trên kho, lên kho lấy đồ, hoặc là chúng ta thích thì chúng ta mua thôi. Bản nâng cấp lớn nhất của năm nay của những cái mẫu đèn pin đến từ LED Laser á là cái cổng sạc của nó sử dụng cổng sạc USB-C rồi nha. Còn cái phần dây mà để vào trong đèn thì vẫn là cái chân hít, chân từ tính đúng chuẩn của LED Laser. Có nghĩa là nếu như mà anh em vô tình mất cái sợi dây này và anh em có những cái mẫu đèn của năm trước thì chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng được ha, không sao. Ở trong hộp thì chúng ta sẽ có sợi dây sạc, cái đèn, hướng dẫn sử dụng và những cái ngàm để bắt. Đây là một mẫu, mẫu Work nè, mẫu Signature nè. Cả hai mẫu thì chúng ta sẽ có cái phần đế để bắt cái đèn lên trên tường nè. Những cái đế ngàm, đế dính. Nói chung là rất là nhiều phụ kiện. Nâng cấp lớn của những cái mẫu LED Laser mà mình thấy là ngày xưa khi mình mua những mẫu đèn pin LED Laser thì thường cái cụm pin nó nằm rời phía sau và chúng ta sẽ có một cái sợi dây nối điện từ cái cụm pin vào bên trong cái cụm đèn. Bây giờ thì mẫu này pin nó nằm bên trong cái này luôn. Cả hai mẫu đều thay đổi được cái độ nghiêng để khi sử dụng nè. Cái mẫu Signature sợi dây này có vẻ giống như camo. Đã quá, để mình đổi lên đầu để xem. Như thế này. Ồ, cái cơ cấu ngàm thắt rồi nhìn thấy cũng êm hơn, dễ thắt hơn ngày xưa. Ngày xưa nó hơi cồng kềnh hơn và nó hơi rườm rà hơn, thì bây giờ sẽ ngon hơn nha. Anh em sẽ đổi lên đầu như thế này ha. Và anh em có thể thay đổi cái góc chiếu. Và chúng ta mở đèn lên nè. Cái công nghệ và nổi trội nhất của những cái mẫu đèn lineup năm nay là tính năng là autofocus. Là anh em có thể chuyển từ chế độ chiếu rộng sang chế độ chiếu gần bằng cái núm vặn dưới đây. Và nó luôn luôn được focus ha. Chiếu xa, chiếu gần. Đây. Nó thành spotlight, nó tự động nó gom lại và mình vặn này. Khác biệt với những cái bóng đèn zoom khác của những hãng khác là anh em phải dùng cơ cấu thủ công và chúng ta phải đẩy vào đẩy ra. Còn cái này chúng ta vặn luôn luôn focus ha, và anh em có thể chuyển xa gần bằng cái núm vặn này. Chúng ta có thể kích hoạt tính năng boost bằng cách là nhấn giữ một cái là nó sẽ lên boost. À, rất là sáng và anh em có thể chỉnh. Đó, cho mắt qua không thấy gì hết. Cả hai cái này đều sử dụng cái công nghệ là khi anh em mở lên thì anh em có thể zoom chiếu xa chiếu gần bằng cái núm vặn này. Tức là HF6R và HF6R Signature đều có cái công nghệ đó. Vậy thì khác biệt của HF6R và HF6R Work là như thế nào ha? Rồi mình sẽ cho anh em xem ngay luôn. Bản HF6R bình thường thì chúng ta sẽ có một cái đèn đỏ ở đây. Vì sao chúng ta lại cần đèn đỏ? Đèn đỏ để khi chúng ta làm việc ban đêm, đi rừng ban đêm gì đó thì nó không có ảnh hưởng tới cái khả năng nhìn đêm của chúng ta. Cái bóng đèn nó vẫn chiếu ra được và chúng ta không bị chói mắt. Còn ở trên cái bảng HF6R Signature này mình chuyển cho anh em coi nè. Nó cũng có đèn đỏ này, nhưng mà nó còn có thêm nhiều những bóng đèn khác nữa. Đèn xanh lá, xanh dương, RGB ha. Cả hai cái đèn pin này đều có cái công nghệ tản nhiệt và nó phía dưới nè sẽ có cái cổng sạc hít nè. Em kê vô là nó hít để sạc. Hít sạc và phía dưới này có báo pin và một số những công nghệ khác nữa, nhiều công nghệ lắm, đèn pin xịn mà. À, giá tham khảo mẫu này như 7.8 triệu, mẫu này 2 triệu mấy. LED Laser thì phân phối chính thức Việt Nam mà. Thì chúng ta sẽ mở cái mẫu HF8R Signature ra xem. Đây là cái bóng đèn nè, rất là to. Đây là cái dây đeo đai đeo đầu và cái cơ cấu ngàm là anh em có thể gắn vô. Ngoài ra trong hộp thì còn có một cái sợi dây này là gì? Đai, chắc là đai đeo tay. Cái này để anh em gắn lên trên xe đạp nè.
một gam khác, và dây sạc vẫn là USB-C và từ tính. Về cái phần thân đèn, mình nhìn thấy là nó to, nó gấu hơn cái phần HF6R. Còn về mình đoán là những cái công nghệ khác thì nó sẽ tương tự nè. Giờ mở đèn lên cái đây. Nó nhiều len hơn. Cái này nó có thêm một Bluetooth để anh em có thể kết nối với lại applet laser. Ví dụ chúng ta gắn cái đèn này lên trên tường, gắn cái đèn này lên trên ba lô, chúng ta có thể nhấn nút ở trên app để mở lên, hoặc là dùng app để điều chỉnh một số tính năng. Và nó có thể rung nữa để báo cho anh em biết zoom gần và zoom xa bằng cái núm vặn thôi, rất là hay. Cũng có chế độ đèn RGB, mình chuyển qua cho anh em coi nè. Phù hợp cho nhiều môi trường hoạt động khác nhau anh em ha. Giá 3.660.000, tức là nếu như mà anh em có nhu cầu thay đổi nghề nghiệp, đi soi ếch đồ mà dự định mua đèn á, thì khả năng là không nên mua những đèn này. Tại vì như lúc nãy một mod review có nói đó, không biết bán được bao nhiêu ký ếch mới đủ tiền mua món đèn này. Còn chúng ta có những nhu cầu như là đi chơi, đi rừng, không có ngại chi tiền, mà chúng ta cần cái sự ổn định nhất, chúng ta cần cái sự an toàn nhất, luôn luôn nó sẵn sàng chúng ta, pin nó đảm bảo, thời gian chiếu sáng nó lâu, thì chúng ta tham khảo những cái mẫu này. Quay trở lại chút xíu về những mẫu đèn này đi. Đèn pin led laser, đặc điểm nổi trội nhất là bán ở Việt Nam thì thời gian bảo hành rất là lâu ha, 5 năm. Công ty nhập về là WinTech của bên anh Nguyên á, người quen. Rồi còn đồ này đồ mượn thôi. Cái mẫu D đội đầu này thật sự là ấn tượng luôn, bởi vì cái việc thay đổi cái cơ cấu ngàm để thay đổi cái góc nghiêng của này đó, nó rất là êm và chúng ta có thể thay đổi được nhiều góc. Khác biệt nữa của cái bản HF6R, bản Work với bản Signature là cái chỉ số hàng màu nữa. Nó liên quan như thế này, ví dụ chúng ta đội đầu, chúng ta làm việc trong môi trường mà phải cần phân biệt màu sắc, ví dụ như chúng ta đi nối dây điện ha, với một cái căn hầm nào đó, nó có những cái sợi dây điện màu gần gần giống nhau. Nếu như mà cái đèn chúng ta chiếu ra chỉ số hàng màu nó kém á, thì khả năng chúng ta sẽ nhận nhầm dây, ví dụ như là đi gỡ bom, gỡ mìn dây đỏ, dây xanh gì đó, thì nó dễ phân biệt rồi. Còn này ví dụ dây cam, dây đỏ, nếu mà chỉ số hàng màu của bóng đèn chiếu đó không đủ cao á, khả năng sẽ bị nhầm lẫn. Thì như mình đọc được là cái chỉ số hàng màu của các FR Work là nó sẽ cao hơn. Anyway anh em, nếu như mà có nhu cầu tham khảo á, thì Google đèn pin led laser HF6R và HF8R ha, bản Signature, bản Base, bản nào cũng được hết. Nói chung là có tiền thì mua đồ led laser mà, xịn ngon lắm á. Nhược điểm là hơi cao tiền so với những cái mẫu đèn khác thôi, chứ còn ưu điểm thì có thể nói là mua một lần xài rất là nhiều năm á. Mình có mấy cái mẫu từ cái đời mà gắn pin rời bên ngoài tới bây giờ vẫn còn xài, chưa suy sỉ hết trơn. Muốn nó hư để mua đồ mới mà nó không chưa hư nữa, chắc tìm cách cho rồi mua đồ mới thôi. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye.